Linh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Lúc này thì đang vào mùa nhãn chín, cho nên hôm nay mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm món chè nhãn hạt sen. Và đây cũng là một cái loại tráng miệng rất là thơm ngon, thanh mát trong những ngày nắng nóng. Món chè nhãn hạt sen khi ăn vào thì trái nhãn ở bên ngoài nó rất là giòn và rất là thơm và có một cái vị ngọt thanh của nhãn và kết hợp cái vị béo béo bùi bùi của hạt sen. Phần nước chè thì rất là thơm với mùi lá dứa và có một cái vị ngọt thanh thanh của đường phèn. Khi ăn vào thì nó rất là ngon. Buổi trưa nắng nóng như thế này mà có một cái chén chè nhãn hạt sen ăn vào thì nó rất là mát. Và để làm cái món chè nhãn hạt sen như thế nào thì bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui nha. Hôm nay thì cây nhãn ở nhà mình nó cũng đã có trái chín. Và đây là nhãn xuồng cơm vàng. Loại nhãn này thì trái nó rất là to, phần cơm ở bên trong nó thì màu vàng, ăn rất là giòn và ngọt. Nhãn nhà trồng cho nên không có phân thuốc gì hết. Nếu mà cả nhà mình tìm mua được nhãn nào thì mình sẽ nấu chè với nhãn đó nha. Mình thì rất là thích ăn hạt sen cho nên ở đây mình có chuẩn bị là 400g. Bây giờ thì mình sẽ cho hạt sen vào trong nồi để mình nấu cho hạt sen nó chín mềm trước. Sau khi mình cho hạt sen vào trong nồi thì bây giờ mình sẽ cho thêm vào là 1 lít nước lọc, rồi thêm nửa muỗng cà phê muối và một ít lá dứa nữa để cho mình nấu hạt sen nó sẽ được thơm và đậm đà hơn. Và mình sẽ cho cái nồi hạt sen lên bếp và mình sẽ nấu với lửa vừa nhỏ và mình nấu trong vòng là 45 phút nha. Trong thời gian chờ để nấu cho hạt sen nó chín mềm thì mình sẽ qua tách lấy cái hột nhãn ra. Trái nhãn thì mình sẽ lột phân nửa vỏ ra như thế này nè. Phần nửa vỏ còn lại để chút nữa mình cầm trái nhãn mình tách cái hột ra cho nó dễ. Sau khi mình tách lấy cái phần vỏ ra thì bây giờ mình sẽ dùng kéo mình sẽ cắt cái phần thịt nhãn ra. Mình cắt chính giữa của trái nhãn như thế này nè. Mình cắt xung quanh để cho đứt cái phần thịt nhãn. Mình mới làm cho nên chưa có quen tay cho lắm, cho nên mình cứ dùng kéo mình cắt từ từ như thế này nè. Mình sẽ cắt đứt cái phần thịt nhãn ở bên trong. Thì chút nữa mình gấp cái hột nhãn ra thì cái trái nhãn nhìn nó sẽ rất là đẹp. Sau khi mình cắt cái thịt nhãn ra xong á thì bây giờ mình sẽ gấp cái hột nhãn ra nè. Rất là dễ luôn. Đây cả nhà xem nè, trái nhãn đầu tiên á thì mình cũng đã lấy hột ra xong rồi. Rất là đẹp. Và mình cứ làm tiếp tục như vậy đến khi hết luôn nha. Nhãn thì mình chỉ lột phân nửa vỏ thôi. Phần nửa còn lại để mình cầm mình lấy hột cho nó dễ. Nãy giờ thì mình làm cũng đã quen tay, cho nên mình tách lấy cái hột nhãn ra mình thấy nó cũng rất là nhanh. Đây cả nhà xem nè, mình lấy rất là dễ luôn. Nhãn ở nhà trồng thì không có phân thuốc gì hết, mà mình thấy cơm của trái nhãn này nó cũng rất là dày. Cơm của trái nhãn xuồng cơm vàng này thì nó rất là giòn và có một cái màu vàng ở bên trong rất là đẹp. Chắc do mình không có xài phân thuốc nhiều á, cho nên là trái nhãn á, nó cái phần cơm ở bên trong nó không có được vàng giống như người ta bán ở ngoài chợ. Ở ngoài chợ thì người mình thấy á, trái nhãn xuồng này á, thì cái phần cơm nó dày hơn nữa. Nếu mà cả nhà mình thích á, phần cơm của trái nhãn nó dày hơn á, thì mình có thể mua nhãn tiêu nha. Còn ở nhà của mình có nhãn gì thì mình sẽ nấu với nhãn đó. Mình lột phần nửa có cái phần vỏ như thế này nè. Thì mình cầm á, mình tách lấy cái phần hộp ra nó rất là dễ luôn, nó không có bị trơn.
Và ở bên đây thì cái nồi hạt sen mình nấu nãy giờ nó cũng đã chín mềm. Và mình phải nấu cho hạt sen nó chín thật là mềm nha. Vì chút nữa mình sẽ cho hạt sen trở lại vào trong nước đường. Nếu mà mình nấu hạt sen nó chưa có được mềm á, mà mình cho vào trong nước đường thì hạt sen nó dễ bị sượng cứng lại lắm. Hạt sen mà mình nấu vào trong lá dứa như thế này nè, cái hạt sen nó rất là thơm. Và bây giờ thì mình sẽ chắc cái phần nước này ra. Hạt sen sau khi mà mình nấu xong rồi á, mà mình bóp cái hạt sen mà nó mềm tan như thế này là mới được nha. Hạt sen nó rất là mềm luôn. Nhãn thì nãy giờ mình cũng đã lấy hột ra xong. Khi mà mình quen tay á, mình lấy cái hột nhãn ra nó cũng rất là nhanh. Và bây giờ thì mình sẽ qua cho hạt sen vào trong trái nhãn. Vì trái nhãn xuồng nó to, cho nên mỗi trái nhãn á, thì mình sẽ nhét vào hai cái hạt sen để mình ăn cho nó ngon. Mình thì rất là thích ăn cái món chè nhãn hạt sen á, mà mình nhét cái hạt sen vào trong trái nhãn như thế này nè. Khi mình ăn vào thì bên ngoài trái nhãn nó giòn giòn, ở bên trong thì nó béo béo bùi bùi của hạt sen. Còn nếu mà cả nhà mình không thích á, thì mình nấu nhãn riêng hoặc là hạt sen riêng cũng được. Còn nếu mà mình chịu khó mà mình nhét hạt sen vào trong trái nhãn như thế này thì mình ăn nó sẽ rất là ngon. Và để cho món chè nhãn hạt sen được ngon và có một cái vị ngọt thanh hơn thì hôm nay mình sẽ sử dụng nước dừa tươi để nấu chè. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 700ml nước dừa tươi. Mình sử dụng nước dừa xiêm xanh để cho cái món chè được ngọt và ngon hơn. Và thêm 150g đường phèn. Và mình sẽ cho thêm vào một chút xíu muối để cho cái nước chè được đậm đà. Và bây giờ thì mình sẽ cho thêm vào một ít lá dứa nè để cho cái nước chè được thơm hơn. Và mình sẽ cho cái nồi nước dừa này lên bếp rồi mình nấu cho cái đường phèn này nó tan ra. Hôm nay thì mình sử dụng cái nước dừa xiêm xanh mình nấu chè thì nó cũng rất là ngọt. Mình để cho cái nước chè có một cái vị ngọt thanh cho nên cái lượng đường phèn thì mình sử dụng rất là ít. Còn nếu mà cả nhà mình thích cái nước chè nó ngọt hơn thì mình có thể cho thêm đường phèn. Vì nhãn nó cũng đã ngọt rồi cho nên mình không có cho đường phèn nhiều nha. Đường phèn ở trong nồi thì mình nấu nãy giờ nó cũng đã tan hết rồi. Và mình sẽ cho hạt sen dư còn lại mình cho vào trong cái nồi nước đường luôn. Để cho nước đường nó rút vào trong hạt sen. Và mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Hạt sen thì nãy giờ mình nấu vào trong nước đường khoảng được 5 phút. Và nước đường thì nó cũng đã ngấm vào trong hạt sen. Mình nấu như thế này đã được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Rồi sau đó thì mình sẽ cho nhãn vào luôn. Mình chỉ cần sơ trái nhãn vào trong nước đường. Như thế này sẽ làm cho trái nhãn nó rất là giòn. Còn nếu mà mình nấu trái nhãn trực tiếp trên nước đường mà lúc còn sôi thì nó sẽ làm cho trái nhãn nó chín mềm thì mình ăn nó không có còn ngon nữa. Mình đè như thế này để cho cái trái nhãn nó ngập vào trong nước đường. Rồi sau đó thì mình sẽ cho nước đá vào. Thì nó sẽ làm cho trái nhãn nó săn lại thì nó sẽ rất là giòn. Và trái nhãn nó cũng sẽ rất là trong. Mình cho nước đá vào trong cái nồi chè nhãn như thế này nè. Thì chút nữa cái nước chè và cái trái nhãn ăn lạnh lạnh rất là ngon luôn. Và đây là món chè nhãn hạt sen thì mình cũng đã làm xong rồi. Khi mà mình cho nước đá vào trong cái nồi chè nhãn hạt sen á, thì mình thấy cái trái nhãn nó căng bóng rất là trong. Và cái nồi chè nó cũng rất là thơm nữa. Đây cả nhà xem là nhìn ngon ghê chưa. Trái nhãn nó rất là trong luôn. Thì với cách làm như thế này thì trái nhãn mình ăn nó rất là giòn. Còn nếu mình nấu trên cái nước đường sôi á, thì nó sẽ làm cho trái nhãn nó chín mềm thì mình ăn nó không có còn ngon nữa. Nước chè mình nấu bằng nước dừa tươi cho nên nó có một cái vị ngọt rất là thanh. Và nó thơm cái mùi lá dứa. Trái nhãn thì ăn nó giòn giòn ngọt ngọt. Kết hợp cái vị béo béo bùi bùi của cái hạt sen á, mình ăn vào nó rất là ngon. Thì khi mà mình cho nước đá vào, trái nhãn nó lạnh lạnh nè, mình ăn nó cũng không có bị ngán nữa. Nước chè thì thơm thơm mát mát, nó rất là ngon luôn. Buổi trưa nắng nóng như thế này mà có một cái chén chè nhãn hạt sen ăn vào thì cực kỳ mát. Và clip của mình chia sẻ cách làm món chè nhãn hạt sen đến đây là hết rồi. Cả nhà thấy thích cách chia sẻ của mình thì hãy cùng làm với mình nha.
Với cách nấu cái món chè này cũng rất là đơn giản dễ làm. Lúc này thì đang vào mùa nhãn chín. Nếu mà cả nhà thấy thích thì hãy cùng mình làm với mình cho vui. Cả nhà hãy làm thử đi, rất là ngon luôn. Mình làm xong á, mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Lúc nào ăn á thì mình chỉ cần múc ra ăn thôi, hoặc là mình cho thêm nước đá vào ăn rất là ngon. Và bây giờ thì xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Nếu thấy thích các chia sẻ của mình thì cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Rồi xin chào cả nhà.